Sao đâu? Làm phiền lắm, mình phải kỳ. Khách mà nó nuôi mình dài dài mà mình làm nó phiền, cái nó đi luôn. Thì bác ra khi trường gặp nó về thôi, có gì đâu mà phiền. Thế nhưng chứ làm cái kiểu kia là nó moi thuốc rồi đi ra nó bỏ thuốc giả vô. Anh muốn nó nuôi anh dài dài hay là anh muốn
cái glucosamine để mua tùm lum tùm la dồn vô cho bắt đầu đóng cái thùng nhỏ nhỏ qua Tết là tới. Nay ba tìm được người sửa cổng rồi hả? Ba có làm cái vòng cung mà có cái bồn ở trên trên cái vòng cung cái cổng để ba trồng bông cho nó đẹp không? Ủa ba đậu xe ở ngoài rồi lỡ nó kẹo bên bà Tư Sương qua nó mở cửa nó đi sao ba? Cái vách tường bà Tư Sương á ba, cái vách tường bà Tư Sương nó thấp á, sao ba không sẵn ba đóng cọc sắt lên luôn ba làm hả? Nó chèo qua cái nó không, nó đêm khuya ba ngủ say cái nó mở cổng, còn không ba mua thêm cổng chó nữa cho nó sủa không lên là biết cái gì. Ừ, mà chó cũng vô ít, một khi nó vô cái nó thảy gì cho chó ăn cái sao. Bởi vậy người ta nói mà cái gì mình quý là mình làm mọi cho nó, mình nô lệ nó mà, mình làm nô lệ cho nó mà. Mình có chiếc xe mình quý chiếc xe, cái tối bên đêm mình ngủ mình đông nớp mình sợ chúng nó ăn trộm. Mình có đứa con á, mình cưng đứa con quá cái nó đi học cái mình đông nớp mình lo. Đúng không Bella? Đúng không? Đúng không Bella? Mình có đứa con mình cưng quá cái bắt đầu cũng mình làm mọi cho nó. Nó đào cái đít nó cũng la mình. Con đâu có la đâu. Vậy hả, đứa nào mới la mẹ đó? Con la lại cho mẹ nói chuyện nhiều quá là con phải chép cái đít cho mẹ. Thì bạn chấp mẹ nói nhiều nào giờ rồi con không biết sao? Nói chuyện thì đừng có nói mấy cái chuyện con không thích. Anh ghé tiệm bên chút xíu không, anh có cần mang gì tiệm về không? Giờ khăn thiếu gì mang về giặt gì không? Mẹ ơi, không có đủ giặt. Ghé sơ vô clean sơ cái tiệm đi, ngày mai sáng sớm em ra làm sớm, em không có thời gian em clean á. Cho con một cái phone được chút xíu được không? Nè, nói chuyện gì với ngoài đi. Clean sơ cái tiệm. Con nói xấu gì vậy ông ngoại đó? Nói con nghe được gì đâu. Nó xù xì. Nó nói xấu gì không biết nữa. Không được phép nói nha. Ok, ghé vô clean up everybody clean up. Đây, đi vô tiệm phụ mẹ 10 phút rồi đi ra nè. Nó đó nó đứa nào đó. Ủa cái vỏ của em với mẹ hả?